Nếu bạn không cẩn thận làm rơi 100.000 ở đâu đó, bạn sẽ bỏ ra 200.000 tiền xe để quay lại đó tìm về 100.000 bị rớt hay không? Một vấn đề trông có vẻ ngu ngốc như vậy lại thường xuyên xảy ra trong cuộc sống thông qua những việc tương tự. Bị người ta mắng chửi vài lời, liền tiêu tốn cả một tấn thời gian để buồn, để tủi thân. Vì một chuyện không hợp, liền sinh ra hờn giận rồi tìm cách trả thù. Người yêu chia tay, dù biết không thể vãn hồi, vẫn cố níu kéo cho bằng được. Lời bình, con người thường có xu hướng xử sự bằng cảm tính nhiều hơn là lý tính. Nhưng nếu việc gì bạn cũng làm theo cảm tính, rất dễ khiến bản thân đi vào ngõ cụt.